ở Vũng Tàu. Và điều này đem đến cho sự hạnh phúc của cá nhân tôi và tất cả ekip của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Hành trình của 10 năm thực sự mà nói thì trải qua rất là nhiều khó khăn cũng như là sự hạnh phúc của chúng tôi. Rất mong muốn quý vị sẽ có sự đồng hành và giúp đỡ chúng tôi trong những thời gian tới. Hôm nay là chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Chúng tôi xin phép được bắt đầu. Xin cảm ơn.